Áo này mà đi siêu. Bóp tương tác rồi anh Linh à, đúng rồi. Hiện tại là TikTok là cũng bị bóp tương tác rất là nhiều. Happy birthday. Wow, quá nhiều luôn. To you. Cái gì? Happy birthday. Happy birthday tôi chưa? À, lôi con tặng quà sinh nhật à. Happy birthday. Đấy, lôi con tặng quà sinh nhật này. Happy birthday to you. Ok, lôi con tặng quà sinh nhật này. Happy birthday to you. Hãy đi, hãy đi. Happy birthday to you. Tặng quà gì nào? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ơi, hey. Nào, tặng quà đi, tặng quà đi, tặng quà. Đây, quà gì đây? Quý đẹp đây. Đây đi, quý đây. Đây đi, xin đây. Nào, nào, cầm nào. Rồi đây, đây đi đây. Đúng, đây đi. Sinh nhật mà. Sinh nhật. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, cảm ơn anh nha. Bóc quà luôn đi, chúng ta bóc quà luôn nè. Sao lại ô tô? Bóc quà đi. Sao lại ô tô? Cái này lôi mua cho lôi nhá. Đâu, mua cho chú Linh đấy. À, mua chú Linh này, chú Linh kiểu gì cũng tặng lại cho lôi đúng không? À, chú Linh bóc ra. Lôi tặng xem. Bóc ra cái gì cho chú Linh nhỉ? Đó là. Ôi, lôi tặng cái gì đấy? Tặng cái này rồi tí là chú lại để đưa cho lôi khác thì... Đâu, cái này để đưa lên sang trại nhá. Khôn thế nhỉ? Ê, con đi cháu luôn à? Xem mắt. Ờ, xem múc này. Xem múc. Cái này là chú Linh đang rất là thích hello các bạn nhá. Cái này là chú Linh đang thích này. À, xem múc. Cái này là... Múc đấy, đào ao. Nhưng mà cái này là chắc là mua cho lôi đi chứ. Đây. Sao lại mua cho chú? Cái này mua cho lôi rồi tí nữa. Này. Ui cái này siêu khủng với cả nhà ai. Máy múc. Máy cả múc cả ủi này. Đấy. Đúng cái chú Linh cần luôn. Đúng cái chú Linh đang cần ở đăng tải luôn. Thích thế nhỉ. Cảm ơn tôi nhá. Cảm ơn tôi nhá. Vâng hả chưa? Vâng hả nhá. Rồi tí là vào án nhá. Rồi rồi xin chào. Xin chào. Ui giời có cái máy múc các kiểu luôn này. Để bay. Ui giời. Đẹp chưa? Đang cần cái này mà. Thế mà thích thì mua cho 20 cái giống như này. Đây, múc đây, múc đây, đấy. Đấy. Ủi đây, ủi phía đất đây. Đấy. Ôi, cảm ơn tôi nha. Cảm ơn tôi nha. Vâng ạ, vào nha. Vâng ạ chưa? Vâng ạ nào. À, chào các bạn đi, vào không chào các bạn kìa. Tí là vào nha các bạn. Đây, chào các bạn đi. Chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào các bạn. Ok, tí vào nha. Ui, ngoan thế nhỉ. Thôi về đi, cái này của chủ rồi, gì nữa không? Rồi, đây là quà... Quà sinh nhật Lôi mua cho anh này. Đấy. Đây, rồi để mình chỉnh cam lại tí nha. Đây, quà này, quà sinh nhật Lôi mua. Lôi biết chú Linh mấy ngày nay, cả tháng trời nay đang đi tìm máy múc, máy ủi. Nên là tiền mua cho kể cho nhanh. Đấy, rồi ok. Quá hay nhờ. Lên đồi khi lúc đêm tặng cái gì nhỉ? Có tặng đúng rồi. Bây giờ lại cái câu chuyện của Lôi của Linh đồ lúc đêm. Linh đồ lúc đêm là cũng có tặng quà, đấy. Tặng quà. Cái gì nhỉ? Lúc đêm là cái gì nhỉ? Một cái mâm. Tặng một cái mâm. Có. không phải tặng cái một cái mâm. Trong mâm là có cái gì? Mâm vuông ấy, mâm. À? Mâm. Cái mâm mà mâm vuông là trong có nhà có gì nhà gì có gì nào và lại cái bốn quà gần nói nghe mới rõ bốn quả cam và bốn quả nhưng mà con ăn ra này không phải ba quả này mà lấy bốn quả nhưng mà ở bên này ba quả là trời à ba quả là không tốt à không tốt bốn quả là tốt bốn quả à ok được là quả bình thường thôi các bạn. Ê, có dừa, có à đúng rồi bây giờ tôi đợi tí lên đó nha. À